bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm những cái ví nhỏ nhắn trong hôm nay bằng gấp bằng giấy, không hoàn toàn bằng keo nhé các bạn. Đầu tiên các bạn cũng gấp bình thường như máy bay, nhưng mà chỉ gấp một lần thôi, sao cho nó thẳng nhau, vì nếu không thẳng nhau ấy thì sẽ không làm được đâu nhé. Mình chỉ hướng dẫn các bạn một cái đơn giản thôi, chứ những cái khó thì mình cũng không làm được, vì